lại với kênh của Hà. Trước khi vào video, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hà nhá. Chào bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Tiên ạ. Bạn sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 2003. 2003 à? Thế gu và nam của bạn như thế nào nhỉ? Cao và đẹp trai. Cao và đẹp trai ạ. Thế ế bao lâu rồi? Hơn 1 năm ạ. Ế hơn 1 năm rồi. Thế nhiều người tán quá không biết chọn ai hay là tại sao mà ế? Nhiều người tán quá không biết chọn ai. Thế là ế bằng thực lực đấy. Ok, thế là để tìm xem là bạn nào cao và đẹp trai không để ghép đôi với bạn nhá. Có anh nào đang muốn kiếm người yêu không ạ? Có anh nào muốn kiếm người yêu không ạ? Ô hay. Giơ tay để bước vào. Giơ tay đứng ngoài đấy làm sao? Ok. Còn ai không nhỉ? Còn ai một cái bạn nữ không ạ? Còn ai một cái bạn nữ không ạ? Alo alo. Ai ế không? Em là MC không ai kêu đôi người khác nữa. Hello bạn. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Nhân ạ. Bạn sinh năm bao nhiêu? Năm 2004. 2004 ạ. Thế nghe tên bạn ấy chưa? Dạ em chưa, em mới từ bên kia qua. Ok, đừng dịch vào đây để hỏi tên bạn nữ nào. Bạn... Thế em nhỏ, em 2004. Có bằng lái chưa? Em có tốt thì bằng em hạng nặng. Có bằng bao lâu rồi? Em có từ năm em lớp 9 thì sao? Ôi dồi, lớp 9 em lái bay rồi. Chứ sao vậy? Lâu lâu kiểu cũng không vững tí. Đừng có ẩu nhá. Ok chị. Ok, thế thì tán các chị thường hay thả thính hay là thường hay làm nào để các chị đủ? Em nhanh gọn lắm. Nhanh gọn lắm. Em muốn lái chị không? Em muốn lái chị ạ. Thế bây giờ nói với chị xem là chị có đồng ý cho lái không? Để... Chị nghe bài của mình gôn nha nhỉ? À chưa. Thế bài em muốn lái chị ạ. Nhìn em chẻ chẻ thôi nhưng em thực hành mà. Thử thành à? Bây giờ nhá. Thử thả thính một câu nào để cho người ta biết mình thử thành đi. Chắc kiểu đông người quá nói không được hay sao ấy chứ. Sao lại nói không được? Không nói được thì cũng phải dặn ra nói. Nói ra, đấy. Nói còn không được. Đang tập nói à? Kiểu bị run ấy chị. Đứng tập nói làm sao mà tán được gái. Đứng trước thì điên xinh quá nên bị run đấy. Bây giờ đừng có run nào. Bây giờ bạn nữ nắm tay bạn nam đi, sao bạn nam đỡ run nào? Có khi ngất ở đây. Ngất luôn à? Em nhắc gái lắm. Thế mà đòi có bằng lái vững rồi. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Ok, thế hai bạn có 1 phút để trao đổi và hỏi về tìm hiểu về đối phương nào. Còn muốn nói gì thì nói đi. Cái tiền ở đâu rồi? Chị ở Bắc Giang. Em quê ở Hải Dương. Nhưng mà em không, tôi em mới ra đây chơi. Kiểu để tìm kiểu ở đây, coi để học ở đây á. Em tính học ở Hà Nội. Vừa thi đại học xong đúng không? Em vừa thi tốt nghiệp xong. Nay em vừa dò điểm, em vừa đậu xong. Bao nhiêu điểm? Em được 26. Thế có giỏi văn không? Giỏi chứ, em chuyên khối văn mà. Giỏi văn mà không biết tán gái, kém. Đi mẹ cây tươi nhờ. Có gì muốn nói với bạn Nam à? Ok, thế bây giờ sau khi mà đã nói chuyện và tìm hiểu về đối phương rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần lựa chọn có muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương hay không. Nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương thì là hai bạn có thể quay mặt lại, còn nếu không thì sẽ bước đi nhá. Ok, trước khi lựa chọn có muốn nhắn nhủ điều gì bạn nữ không? Dạ em không ạ. Không có điều gì ạ? Ok, thế là mời hai bạn quay lưng lại nào. Đếm từ 1 đến 3 nhá. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn nhá. 1 Em buông tay anh đi rồi. 2 3 Rồi từ đêm lao thức để cho lướt đôi.
lần.